Destiny xin kính chào quý vị. Hiện giờ Destiny đang ở cái checkpoint thứ hai để vào trong Lincoln Memorial. Và phía trong, bên trong Lincoln Memorial của ngày lễ độc lập Hoa Kỳ hôm nay rất là đặc biệt là tối nay sẽ có buổi nói chuyện của Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump sẽ cho triển lãm những cái vũ khí chiến lược tối tân của Hoa Kỳ. Cho nên là năm nay thu hút rất là đông đồng hương từ khắp nơi của nước Mỹ, có thể là ngoài nước Mỹ để về đây tham dự. Destiny kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà Destiny ghi nhận được. Hiện giờ đó thì chúng tôi phải sắp hàng trong cái để mà check security bước vô cửa đó, thì phải tốn ít nhất từ 4 tiếng đồng hồ cho tới 5 tiếng đồng hồ mới được vô khỏi cái cổng sắt của cảnh sát. Cũng như là có những cái người Mỹ chung quanh chúng tôi đó, họ rất là có cái tâm nguyện rằng họ ủng hộ Tổng thống Trump. Chúng tôi hy vọng rằng với cái số đông đồng hương cũng như là đồng bào tham dự ở tại đây, họ sẽ ủng hộ cho ông Trump thành công mùa bầu cử tới năm nay. Of the United States Army, I was in a medical corpsman position off of the tail end of Vietnam, and I support Trump for all of his services that he's giving to the vets and support that he's giving them and all of his policy and all that type of stuff. Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ. Trước giờ nói chuyện của Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ vẫn không ngăn cản được dòng người kéo về quảng trường Lincoln Memorial từ rất sớm. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong ngày lễ độc lập, người dân Hoa Kỳ được nhìn thấy hai chiếc xe tăng M1A1 Abrams được đặt hai bên khán đài cùng với hai màn ảnh lớn. Chính giữa quảng trường đối diện với tháp bút chì là một màn ảnh rất lớn, để cả triệu người có thể theo dõi từng bước đi của Tổng thống và đệ nhất phu nhân khi rời tòa Bạch Ốc cho đến khi bước lên khán đài được bao bọc bởi những tấm kính chống đạn. Hello America, hello. The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military. Chủ đề của bài diễn văn năm nay là Salute to America. Trong suốt một tiếng đồng hồ nói chuyện, Tổng thống Trump chỉ ca ngợi 243 năm lịch sử của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, mà theo ông, rất nhiều người đã hy sinh tất cả cho một quốc gia vĩ đại. Ông nhấn mạnh rằng, khi mà chúng ta vẫn nhớ đến lịch sử của chúng ta, khi mà chúng ta vẫn tiếp tục và không ngừng tranh đấu cho một tương lai tươi sáng, thì không có gì mà nước Mỹ không thể làm được, trong tiếng reo hò của người dân. Xen lẫn trong bài diễn văn, có những lúc Tổng thống Trump ngừng lại, cùng người dân thưởng thức những màn trình diễn máy bay quân sự bay ngang qua địa điểm hành lễ, mỗi khi ông nhắc đến từng binh chủng của quân đội Hoa Kỳ. And one magnificent B-2 stealth bomber from Whiteman Air Force Base in Missouri. The Army brought America's righteous fury down to Al-Qaeda in Afghanistan and cleared the bloodthirsty killers from their caves. They liberated Fallujah and Mosul and helped liberate and obliterate the ISIS caliphate just recently in Syria, 100% gone.
Through centuries, our soldiers have always pointed toward home, proclaiming, "This we'll defend." They live by the creed of Douglas MacArthur. In war, there is no substitute for victory. They are the greatest soldiers on earth. Đặc biệt nhất vẫn là màn trình diễn của phi đội Blue Angel. If tomorrow all the things were gone and worked for all my life and I had to start again. Chúng tôi ghi nhận trong cùng ngày, cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng Hoa Thành Đốn tham gia vào cuộc diễn hành lớn trên đại lộ Constitution với chủ đề Cảm ơn nước Mỹ. The Vietnamese American community was DC, Maryland and Virginia with their theme of Thank You America. Leading the march are the Vietnamese veterans of the Vietnam War, followed by the Dragon Dance. Next, we have the beautiful ladies in the traditional Ao Dai dresses and traditional Nan La hats. Vietnamese American uniformed servicemen and women who are from the Vietnamese community, they want to thank America for the freedom America has given them.